Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Zero One Zero của Thật Chính My. Rất vui vì được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cái tựa game mà hôm qua mình vừa quay nha. Nhưng là hôm qua cuối tuần thì mình có mang đến cho anh em một cái clip, đó là về cái game One Piece. Mình sẽ đặt là One Piece thời niên thiếu nha. Lý do thì cho anh em biết rồi, các nhân vật đều ở dạng thời trẻ của họ nha. Thì game này tên của nó là One Piece Royal gì đó mình cũng chả biết nữa. Nói chung là hôm qua thì thấy cũng khá là nhiều anh em quan tâm, cho nên hôm nay mình sẽ để cái tên game kèm theo đó là cái link game luôn ở bên dưới nha, cho anh em tải nha. Hiện tại thì game này thì theo mình thấy hình như là chỉ mới có cho Android thôi. iOS thì hình như là cũng có link nhưng mà hình như phải đổi quốc gia hay gì đó thì mình không rõ. Nói chung là anh em có thể nghiên cứu lại về iOS, hoặc là nếu mà ít bữa có thời gian rảnh thì để mình nghiên cứu và mình sẽ nói cho anh em nha. Còn bây giờ thì hiện tại thì nếu mà anh em nào chơi mình Android thì có thể tải một cách thoải mái nha. Rồi thì hôm nay là ngày thứ hai mình điểm danh nha. Hiện tại thì mình đã đạt cấp độ 16 rồi. Và kèm theo đó thì các tướng của mình thì cho anh em thấy là mình có Senji. Nói chung là một số tướng trẻ trâu thôi anh em ơi, không gì hết. Thì hôm nay hy vọng là mình sẽ có được một tướng 5 sao nha. Hiện tại là mấy tướng này cao lắm là 4 sao thôi. Nói chung là tướng ghẻ thôi anh em. Game này thì mình đã từng chơi rồi, cho nên là mình đã có một ít kinh nghiệm rồi. Thành ra mình không vội nâng cấp nha anh em, để dành mấy cái đá này để nâng cấp sau này. Rồi, ok. Chúc anh em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe để cái kênh ủng hộ cho mình. Hôm nay sẽ là clip One Piece thời niên thiếu phần 2 nha anh em. Vào vào vào. Và nhân tiện nói với anh em luôn là vào ngày 20 thì nó sẽ ra alpha test, và ngày 23 thì sẽ ra chính thức cái game này ở Việt Nam nha. Tức là mọi ngôn ngữ ở đây thì đều là tiếng Việt hết nha. Ok, thì nói chung là trải nghiệm trước cho nó đỡ bỡ ngỡ nha. Có gì anh em theo dõi cho nó đỡ bỡ ngỡ. Rồi, nói chung là hôm nay mới vô đăng nhập vô game thì chúng ta lấy vàng trước đi ha. Nói chung là một ngày chúng ta sẽ có 4 lần free lấy vàng nè anh em. Đó. Đây là những cái lần free nha anh em, rất là thoải mái luôn, free hết. Âm thanh thì mình nghe như vậy là ok rồi. Tiếp theo thì chắc là mình sẽ nhận thưởng một số phần quà nha, tại vì hôm qua là mình có on và mình có mở được một cái sự kiện này cho anh em xem. Đây là một cái sự kiện gọi là sự kiện điểm danh 8 ngày nha anh em. Thì như anh em thấy là ngày 1 ngày hôm qua mình đã on và mình nhận được 200 kim cương. Ngày 2 hôm nay mình sẽ nhận được con Zimbe nha anh em. Và anh em có thể thấy là con Zimbe này là con tướng 5 sao nha. Và đặc biệt một nửa hơn nữa là con Zimbe này mặc đồ rất là đẹp. Mặc cái áo này là hình như áo ở Time Skip luôn á, chứ không phải áo ở phiên bản cũ nha. Ui, ngày mai được 10 vé luôn nè, ngon. Và hôm nay thì mình sẽ nhận Zimbe nha. Bây giờ mình nhận luôn nè. Đó, mình đã thành công nhận được Zimbe nha anh em. Đây là Zimbe anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi nha. Như em thấy thì ngày 3 thì chúng ta được 10 vé để quay nè. Vé này thì gọi là vé tím, vé quay tướng cao cấp nha anh em. Ngày 4 thì chúng ta sẽ được một cái rương. Cái rương này thì chúng ta sẽ được đồ như thế này để mang vô, rất là mạnh luôn. Rồi, còn ngày thứ 5 thì anh em sẽ được một đồng xu vàng. Đồng xu vàng này thì có tác dụng trong vòng quay nha. Ngày 6 là được một cái viên đá. Viên đá này hiện tại thì mình vẫn chưa biết tác dụng của nó, cho nên bỏ qua. Ngày thứ 7 thì chúng ta được một cái viên nham thạch. Viên nham thạch này thì anh em sẽ quay tướng ở trong cái chỗ kia, trong cái chỗ chiêu mộ tướng đặc biệt. Và ngày 8 là chúng ta được Do Flamingo nha. Đó, nói chung là trước mình chơi bên China thì cũng y chang như vậy luôn, cho nên là mình cũng khá là rành về cái vấn đề này rồi. Nói chung là thằng Domingo này cũng khá là ngon và khá là mạnh nha. Và đây là Domingo thời trẻ nha anh em, thời niên thiếu luôn ấy. Rồi, ok, như vậy là điểm danh xong. Giờ chúng ta điểm danh qua event 7 ngày nha. Hôm nay mình được thêm một vé tím nè. Ngon. Bên đây thì được free cái này. Nói chung là anh em có thể dùng kim cương để mua mấy cái này nha anh em. Thì để mình xem có nên mua hay không. Ở ngày 1 thì không có gì đặc biệt nên chắc là khỏi mua. Ê, đây có 150 kim cương mà chúng ta nhận được 300 viên đá này thì thật ra cũng khá là ngon nha anh em, cho nên có khi mình sẽ mua đấy. À không được rồi, nó cần VIP anh em ơi, vãi nồi thật, VIP 1 mới mua được. Còn ở dưới này thì chúng ta cần ui cái này được nè, cái này mua được nè, 500 kim cương để mua 4 cái này được. Và cái này thì cần VIP 2 nên là không mua được. Nhưng mà 500 kim cương để mua 4 vé thì để mình coi có xứng đáng hay không nha. Tại vì mình nhớ không nhầm hình như là một vé trong đây là bao nhiêu ta. Để mình vô vòng quay coi. Ở đây có một lần free này cho nên là mình sẽ chiêu mộ free nha. Nói chung là cứ mỗi ngày là anh em sẽ có một lần free. Ồ, được tướng tím này luôn nè anh em, được con Kaku 4 sao anh em ơi, vãi nồi thật. Con Kaku này cũng Kaku thời niên thiếu luôn ấy. Và khi mà anh em có được một con tướng thì anh em sẽ nhận được thêm kim cương nha. Nó khá giống như Fighting Pass ở chỗ là nhận được trái vàng. Ồ, đây mình có 11 vé luôn rồi nè, ngon. Vé này thì mình không nhớ rõ là bao nhiêu ta, để mình nhớ coi. À, hình như là 250 là một vé. Như vậy là 4 vé là 500 thì tính ra vẫn còn rẻ nha. Có nên mua không ta? Ủa đâu mất tiêu rồi? Đây. 500. 500 này là 4 vé. Ủa tính ra là nó như nhau đúng không? À không, 250 một vé thì sẽ ra 4 vé là tới tận 1.000. Mà này nó bán 500 hả? Thì không biết là có nên mua không ta?
mình cũng không biết là có nên mua hay không nữa. Cái này là giảm 50% nè, anh em nói không, giảm 50% là chúng ta tốn 500 kim cương hả ta, có nên mua không ta? Thôi mua luôn cũng được anh em ha, mua luôn đi ha. Rồi mua luôn, hy sinh luôn cũng được, dù sao nó cũng rẻ mà anh em. Tiếp theo thì mình sẽ xem kiểm tra thư nha. Có vẻ là thư mình nhận được quà này. Ồ, này được 30, cái này là dư quà đấu trường xếp hạng mỗi tuần hay sao á. Hôm qua là rơi vào ngày chủ nhật luôn. Rồi, tiếp theo là về bạn bè. Bạn bè thì mình có khá là nhiều cái này làm sao để nhanh ta? With gift là nhanh đúng không ta? Ồ, cái này chắc là with gift hả ta, hay là with claim gì đây. Nói chung là khá là nhiều mấy cái này. Mình làm thủ công đi cho rồi, nói chung cũng không nhiều lắm cho nên làm thủ công cũng được. Ủa còn vẫn còn cái gì này, apply tất cả luôn à, không được. Ủa vẫn còn cái gì này ta, mà sao nó cứ hiện lên chấm đỏ thế này, khó hiểu nhờ. Rồi nhận nhiệm vụ cái đi. Nói chung là hôm nay sang tuần mới rồi thì nó sẽ reset lại khá là nhiều thứ. Cái này thì lại được free mỗi ngày này. Dưới đây thì chúng ta nhận được ô được có hai mảnh thôi à? Tưởng nhiều chứ. Rồi ok, còn gì nữa không? Hôm nay chắc là mình sẽ quay thử cho anh em xem coi 10 vé tím nha, 10 vé tím có thử nó ra tỷ lệ như thế nào nha. Ba ship này là có lần free này. Rồi được thằng hải quân ghẻ. Ở trong đây thì có vẻ như là mình vừa có thêm được tướng gì cho nên mình vừa được Zimbe. Đúng rồi, đây Zimbe nha anh em, đây chính là Zimbe của chúng ta, 100 kim cương. Bây giờ thì mình sẽ vô mình tăng cấp Zimbe cho anh em xem. Ủa thằng hải quân ghẻ mà cũng có được 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 kim cương rồi nè anh em, được bao nhiêu vậy ta? Quên nhìn, nhanh quá không 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 nhìn kịp. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không nhiều đâu. Cái này là shop newbie thì tiếp tục là một có một cái free được 100 kim cương. Đấy, nói chung game này cày kim cương cũng khá là dễ nha anh em. Tiếp theo là có cái event gì nè anh em ơi, event Brook gì đây nè. Ui 57k. Ui có cả event bố già này, nhưng mà bố già này là bố già thời trẻ, thời bình thường mà ta, đâu phải bố già niên thiếu đâu. Chắc vô đánh thử cho anh em xem quá. Ok, mình vô đánh thử cho anh em xem bố già nha. Event code thì không gì đặc biệt rồi, vô đánh thử bố già cho anh em xem. Cho để mình xem thử coi bố già này đánh thế nào. Ủa bố già này là thời trẻ mà, phải nò như vậy là vẫn như cũ mà. Mình tưởng mới 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 có thêm bố già bình thường chứ. Úi dồi ôi, bố già chơi một cái gura gura mà chết queo luôn, vãi nồi thật. Rồi, tiếp theo nhận ít quà lên em ơi, nói chung úi, ý, được 50 luôn hả? Phải không vậy? Ado thì ra là cần level anh em ơi. Đây là điểm danh ngày 2. Cái này là player red level 10 là sao? Này phải nạp mới được hay sao á? Chắc là phải nạp rồi. Khó chịu nha. Cứ thấy nạp nạp là mình thấy khó chịu rồi đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô đây để mình nhận kinh nghiệm nè. Nói chung là sau một thời gian 8 tiếng đồng hồ hay sao nè, là chúng ta nhận được khá là nhiều kinh nghiệm ở đây. Quá ngon anh em ơi, và nó giúp cho mình lên level luôn. Ui, từ level 16 nhảy lên level 18 luôn, vãi nồi thật. Ở trong đây thì sẽ có một vài lần free để anh em nhận, cho nên là chúng ta sẽ nhận free nha. Này tốn 50 kim cương rồi cho nên là chúng ta không 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 quan tâm tới. Thuyền trong đây thì có vẻ là chưa có nhiệm vụ nào. Tiếp theo là ui, hình như là mình đã có clan rồi này. Full. À clan anh em ơi, clan thì nói chung là bang hội ấy, kiểu bang hội. Chúng ta nộp đơn để vô bang nha. Này không hiểu lắm thôi, để từ từ đi. Rồi để mình vô mình nhận nhiệm vụ đã. Đây có một số cái nhiệm vụ mà hôm qua mình làm rồi nè, thì mình nhận được thêm một ít vé. Nói chung là mấy thứ linh tinh thôi, thì mình giới thiệu sơ qua để những anh em nào chưa biết thì anh em có thể biết hơn ha, biết thêm nha. Cái này cần tướng 5 sao. Ồ, mình có hải quân không? Có hải quân, có thất vũ hải luôn. Ngon, như vậy là chúng ta làm được cái nhiệm vụ này. Cần hải tặc nè. Cho hải quân vô, cho con này vô rồi là xong. Cái này cần tới 12 tiếng mới xong mà, ghê vậy. Ồ, mấy nhiệm vụ này hơi ghẻ cho nên chắc là mình có khi mình sẽ làm mới để kiếm một cái nhiệm vụ khác. Đây. Cái này tướng mấy sao đây? Ôi 4 sao, 4 sao thì mình không làm chi anh em ơi, 4 sao mà làm chi cho mệt. Mình kiếm mấy cái nhiệm vụ ngon ngon có cái vé tím gì đó thì mình làm. Ồ, toàn là tướng 3 sao, 4 sao ta, hơi cùi ta, làm mới thêm phát nữa đi. Đây có 300 kim cương nè, ngon. Này thì cần tướng 5 sao hả? Vãi nồi, tướng 5 sao thì làm gì mà có mà làm. Này tướng 4 sao. Holy shit, khó thế ta. Thôi mình tiếp tục làm mới nha anh em, tại vì giờ nhiệm vụ nó khó quá đi, làm mới thêm phát nữa quá. Nói chung là toàn nhiệm vụ gì không mà anh em ơi, khó thế nhờ. Làm mấy cái nữa đi. Không có vé tím luôn ta.
Bây giờ mình không thấy có vé tím luôn, thôi đi làm đỡ mấy cái nhiệm vụ này đi. Tướng 3 sao và số 7 hả? Mình không có tướng này luôn. Thế thì mình đổi nhiệm vụ đi. 3 sao và hải quân hả? Đây có nè. Rồi tạm thời vậy đi. Rồi ok rồi đó. Bây giờ thì mình vô túi nha, để mình coi hôm nay mình ghép được mấy con tướng nào linh tinh lẻ tẻ không. Đây ví dụ như chopper thì mình ghép được lên chopper này. Chopper thì mình có rồi nên là ghép cho vui thôi. Cái này là tướng 3 sao ngẫu nhiên nha. Cái này là chấm hỏi ngẫu nhiên thì chúng ta xem thử có được cái gì nha. Ô chuẩn bị được con Robin vãi nồi thật. Rồi hết rồi. Rồi bây giờ vô mình vô vòng quay, mình quay 10 vé cho em xem coi coi tỷ lệ 10 vé như thế nào nha. Kiếm thêm một con 5 sao chơi cùng với con Jinbe là ngon. Vô. Ui, mình có nhiệm vụ nè. Ui, hình như có tướng cam anh em ơi, mình thấy có cái dòng cam xuất hiện nha. Đó, mình biết mà. Ui, như vậy là chúng ta được thằng Luffy ác mộng, Luffy thay ma nha anh em, gọi là Luffy thay ma. Ho ho, được trăm kim cương. Thấy có cái gọi là sao ta, gọi là cái ánh sáng cam anh em, có ánh sáng cam của thằng Bashihakin nó từ dưới người nó trồi lên là chứng tỏ anh em sẽ được một cái con tướng vàng, tướng cam kiểu như vậy. Ô, được con Luffy này thì cũng nói chung là cũng không biết có ngon hay không, nhưng mà phải kệ, có xài là ngon rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhận quà tiếp, mình vừa nhận được thêm nhiệm vụ nè. Ngon. Quá là ngon, quá là ngon. Rồi, bây giờ mình vô mình nâng cấp sức mạnh cho anh em xem nha. Nói chung là hôm nay mình được thêm hai con 5 sao, đó là con Jinbe với lại con Luffy. Thì giờ mình sẽ nâng cấp sức mạnh để mình tăng lực chiến nha anh em. Mình trước tiên là thay trận hình cái đã. Thì để mình coi bây giờ chúng ta sẽ thay những con 3 sao ra nha. Con Nami này hơi yếu nè. Hiện tại như anh em thấy là lực chiến là chúng ta là 15k. Bây giờ thì mình mang hai con 5 sao cho cái lực chiến tăng lên 20k không nha. Rồi bây giờ mình tháo thêm một con 3 sao nữa thì bây giờ hết 3 sao rồi sẽ tháo chopper luôn. Rồi Luffy mình cho ra đây luôn cũng được. Thằng Zimbell này cho nó tăng cơ luôn. Ui thằng Luffy này tăng cơ hình như là ngon hơn. Bây giờ mình sẽ tăng Luffy nha. Ui. Bây giờ chúng ta sẽ lưu trận hình có thể lực chiến thế nào rồi. Ok. Ủa, lực chiến vẫn 13k hả ta? Ui, tính ra 5 sao mà nó cũng yếu yếu thế nào nhỉ? Có thể là do mình chưa nâng cấp chăng? Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp cho anh em xem nha. Đầu tiên là Jinbe. Chúng ta sẽ nâng level. Đây, như anh em thấy thì đã lên level và lực chiến bây giờ là được nhiêu rồi ta? Rồi, thôi cứ từ từ cũng được. Tiếp theo là mình mang đồ cho nó nha. Đây. Đó, có item đàng hoàng nha. Anh em thích thì anh em có thể nâng thêm level ở đây nha. Thì anh em thấy là có quá trời skill ở đây không? Có rất là nhiều skill ở đây nha. Bây giờ mình đang thử một phát này. Đấng này là được mở thêm một level mới, một skill mới, ngon, có thêm skill nè em ơi. Tiếp theo là mình nâng level cho con Luffy. Ui, lên 17k rồi. Và mình brick thêm cái này nữa là có thêm một skill nữa. Con này thì mình chơi ở bảng Zinao hình như là mình cũng chưa có luôn hay sao ấy. Cho nên bây giờ vô tình quay được nó luôn nha anh em, thì chúng ta chơi luôn nha. Trang bị item nè. Ủa tính ra item này ngon thế nhở? Item của tụi này sao ngon vậy? Mà item của mấy thằng này sao nó cùi thế nhờ? Mình nghĩ là mình nên đổi item nha anh em. Có cách nào để tháo ra không ta? À, chính xác, chính là cách tháo. Tiếp theo thì mình sẽ tháo của Luffy đi. À, Luffy cũng cùi. Thôi mình tháo này. Ủa? Rồi, ok. Sau đó thì mình sẽ lắp cho Jinbe với lại Luffy ác mộng. Tại vì hai chất tướng này đang hiện tại là ngon nhất mà anh em. Lắp cho bọn này đồ cùi thôi được rồi. Không cần phải lắp đồ xịn. À, tuyệt vời. À, tạm thời như vậy đi. Tạm thời thì mình có hai con tướng này là đang ngon nhất nè, cho nên là tạm thời cứ nâng như vậy thôi. Anh em muốn nâng sao thì bắt buộc chúng ta cần phải có một con Jinbe 5 sao, một Moria 5 sao và một và ba ba cái con tướng số 7 ngẫu nhiên 5 sao nữa nha anh em, rất là khó luôn. Nói chung là muốn lên giờ từ 5 sao vàng lên một ngôi sao đỏ rất là khó luôn anh em ơi, thực sự rất là khó luôn ấy. Có thể nâng level nữa hay sao nè. Ngon. Nâng level tiếp. 18k chín, nói chung là cũng gần được 20k rồi nha anh em. Brick cái này nữa là ngon. Ok. Đó. Rồi mình brick cho thằng Luffy nữa. Rồi 20k nha anh em. Chính xác là 20k rồi. Cuối cùng thì đã lên 20k. Giờ thì tạm thời mình sẽ mang cái trận hình này và mình sẽ đi chiến đấu cho anh em xem nha. Nói chung là rất là mạnh luôn. Rồi mình vô trận hình nào. Thuyền thì tạm thời mình đang thuê mang. Ủa, nhớ là mình mang thuyền này rồi mà ta. Ảo vậy. Ok. Rồi, bây giờ mình đi đánh cho anh em xem nha. Bây giờ rất là mạnh rồi đấy. Mình đi tới ải 35 rồi, bây giờ đi thêm 5 ải nữa là tới 40 thì chúng ta nhận được thằng con Franky nè. Đi tới level 50 thì được một con tướng 5 sao ngẫu nhiên ngon. Đáng đi tới 50 là ngon anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chiến cho anh em xem nha. Thật ra thì cái này mình có thể nhấp thêm cái nữa nè, 50 kim cương thì thật ra cũng không nhiều, cho nên hy sinh luôn cũng được. Rồi, ok.
Anh em thấy Luffy nó vừa tung skill không? Nó vừa là ông trời đấm đấm xuống như một vị thần luôn. Rồi bây giờ mình kiểm tra nhiệm vụ coi, hồi nãy mình làm chưa hết đúng không? Cái này được 60 kim cương thôi cũng làm cũng được. Rồi từ từ làm cũng được, không vấn đề gì. Rồi bây giờ mình đi tiếp ải 35 nha anh em. Bây giờ cho anh em xem skill của Jinbe với lại Luffy Gen 2. Ủa bị gì vậy? Phải ngồi thật. Anh em thấy chưa? Bazooka. Đây là Luffy trẻ trâu thì không cần phải bận tâm tới làm gì nhiều nha anh em. Online tới ngày 8 mới được đổi là mình gâu, nhưng mà nếu mà anh em may mắn anh em quay thì ra luôn đó chứ. Ui, Luffy này có cả kiếm nha anh em. Chiêu của thằng Zimbel này là cá mập cho anh em, rất là đẹp. Saber Second, mình nhớ không nhầm là Saber Second, cũng khá là ghê. Nói chung là tụi này thì nó cũng bắt đầu trâu trâu rồi sao đó em ơi. Mình thấy nó đánh mình cũng khá là đau đấy. Đây thuyền của mình nè. Ngon, có thuyền trợ giúp thì khá là nhanh luôn. Mình sắp lên level luôn rồi nè, nhận cái này nó có heal lên luôn ấy. Ồ, cái online thời gian kia là chỉ có được một ngày thôi hả ta? Biết thế thì mình on từ từ cũng được, không cần phải vội. Vô. Ui, cánh tay khá là to nha anh em. Ui, Zimbel đấm ra bong bóng nước nha anh em, quá đã. Bọn này trâu quá ta. Đúng rồi, may có thằng Zenji nói chung cũng đánh được khá là nhiều mục tiêu, cho nên sát thương cũng khá là nhiều. Đây là kiếm nha anh em, Luffy có kiếm luôn. Đây là chiêu thường của Zimbell, đấm đấm ba cái thôi anh em ơi. Chiêu kia là đấm bong bóng. À như vậy hình như là chưa có chiêu nọ. Chắc là Zimbell chưa có chiêu nọ anh em ơi. Chiêu nọ cần cá mập thì chắc là phải nâng 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 thêm level nữa. Ok, cho có chiếc thuyền trợ giúp thì khá là nhanh. Ui mình lên level 20 rồi đó hả? Ngon. Lên level 20 chắc là mở thêm nhiều cái. Này là nạp thẻ nè anh em, là 31.000. Chúng ta sẽ được 5 vé này nha anh em, cũng khá là ngon đấy. Nhưng mà không biết game này nạp bằng cái gì ta. Nạp 31.000 để lấy 5 vé thì thật ra cũng 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 khá là ok đấy. Thì để từ từ để mình xem sao. Nếu mà trong nạp trong khả năng thì nạp luôn. Ui được 500 kim cương luôn, quá đã quá đã. Và nếu mà anh em hết vé vàng, hết vé tím anh em có thể mua bằng kim cương nha. Nhưng mà kim cương thì mình đang để dành để mình thực hiện những cái điều gọi là lớn lao hơn nha anh em. Cái này thì mình mở được thêm hai chế độ nè anh em. Một chế độ là làm nhiệm vụ hay sao này. Đây có cái, ui có cái này làm nhiệm vụ cũng khá là ngon. Ui gặp cả Yoro, Wano, Rayleigh rồi luôn nè anh em, ghê chưa. Ngon, cho anh em xem skill luôn. Có Yoro, Wano nhưng mà chết queo mất rồi, khá buồn. Tụi này khá yếu anh em ơi, tuy là nhân vật ghê gớm nhưng mà hơi yếu. Ui có chiêu nọ không? Đây là Rayleigh. Ui quá đỉnh quá đỉnh, đây là Mihawk thời trẻ cho anh em, skill cũng đúng ghê luôn á. Ok win rồi. Ở đây cũng còn một nhiệm vụ khác nữa này, để làm nhiệm vụ này coi. Nhiệm vụ này thì chỉ được tướng mạnh tướng 4 sao hay là 3 sao thôi thì cũng không 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 ngon lắm. Tiếp tục lại này nhưng mà không biết là có khó hơn hay không, chắc là cũng vậy à, anh em ơi. Mình muốn xem chiêu của Yoro mà rất tiếc là không được rồi. Cho anh em xem chiêu của Yoro Wano cũng khá là ghê đấy. Ghê, chiêu mì hóa cũng đẹp đó chứ anh em. Cái animation cũng khá là ok đấy. Ngon. Bên đây thì chúng ta được gỗ nha. Thì mình tạm thời mình sẽ làm luôn. Nhưng mà có vẻ cũng dễ anh em ơi. Có skip được không ta? Ô skip được luôn này, cái chỗ này skip được. Thế thì chúng ta không cần phải tốn thời gian để xem nha. Ok, ngoài ra thì mới mở thêm chế độ leo tháp rồi nè anh em. Leo tháp trong đây thì đem để được xem nhiều tướng lắm luôn á. Thì để coi lát rảnh mình làm cho anh em xem. Ô cái này Andre luôn, đây là bạn bè nha anh em. Chúng ta kết bạn nhiều nhiều để chúng ta tặng 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 trái tim, chúng ta nhận quà. Rồi, giới thiệu cho anh em một số cái chỗ mới luôn, ví dụ như đấu trường. Thì trong đấu trường này chúng ta sẽ đi để chúng ta nhận quà nha. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng những cái vé đấu trường để đi, và khi mà em đi đủ số lượng để em sẽ nhận được quà nè. Ví dụ đi 10 lần thì được 5 cái vé này. Vé này thì vé để làm mới nhiệm vụ. 20 lần thì được một vé tím. 35 thì được một vé tím. 50 được một đồng xu vàng. 70 được một đồng xu vàng. Và 90 được một cái viên nham thạch. 120 viên nham thạch. Đấy, nói chung cũng khá là ngon nha anh em. Bây giờ mình có một vài lần free cho nên mình sẽ đi cho anh xem. Mình sẽ chọn những đối thủ yếu để mình đánh trước cho win cho nó nhanh nha. Ok. Bây giờ bắt đầu sau tuần của tuần mới rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu nha. Cố gắng tích càng nhiều vé để đi càng tốt. Wow, quá mạnh. Yeah. Đối thủ này của mình có level 1 thôi anh em, cho nên đi khá là nhanh. Ủa, thoát ra luôn này.
Mình vẫn còn lần free nè, không biết là được bao nhiêu lần free ta. Cái này đi tới 30 mới được bỏ qua hay sao á. Ok, tiếp tục nào. Game này nhìn chung mình thấy cũng khá là ok đó anh em. Các nhân vật gọi là thời niên thiếu anh em nhìn cũng khá là phê. Ui, lại có lần free này, nói chung là free khá là nhiều ta. Ồ, hình như là mỗi ngày được 3 lần free. Ngon ngon. Bèo chưa có chiêu cá mập, uổng quá. Đang định cho anh em xem chiêu cá mập mà chưa có. Ồ, hết rồi nè. Bây giờ là bắt đầu tới lượt vé nè anh em. Thì cứ từ từ đi. Đánh này không có quà luôn ta. Có nhiệm vụ thôi à. Cũng được, được hai vé nè. Rồi tiếp theo chúng ta vô shop nha, vô shop để mua đồ. Đó, có 5 lần làm mới nữa rồi nè, cho nên mình sẽ làm mới nha. Đây, ví dụ như một vé này 14 14 cái kim cương thì mua luôn, không cần phải chần chừ anh em ơi. Ồ, cái này thì mua để lấy kinh nghiệm thì cũng không mua làm gì. Rồi, cái này không ngon, nói chung là trang này không ngon lắm. Ui, lại thêm một vé này mua luôn nha anh em. Có 14 thì không cần tiếc, cái này 10 cả vàng thì càng ngon, mua luôn. 14 nữa, ngon. Nói chung là vé này chúng ta cần đi tới 120 lần cho nên là cứ mua nha anh em. Cái này thì 20 thì chúng ta cứ mua thôi. Cái này giảm 90% luôn. Ồ, lại có vé nè. Ngon ngon ngon. Đó, anh em cứ cố gắng mua nhiều nhiều là ok. Tại vì gì đông đấu trường nó đòi nó bắt chúng ta đi tới tận là 120 lần anh em, một tuần nha, trong một tuần. Thì em cứ cố gắng gọi là đi nhiều càng tốt. Nếu mà đi không đủ nữa chúng ta có thể dùng kim cương để đi luôn hay sao á, nhớ không nhầm là có thể dùng kim cương để đi luôn. Ngon quá ngon quá. Rồi nhiều vé rồi ta, đủ 10 vé mình quay nữa cho em xem luôn á. Ui, hình như mình được thêm tướng nè. Ô, lại được tướng 3 sao ngẫu nhiên à. Ôi giời, kịch nghệ Kabaji vãi nồi thật. Như vậy là chúng ta có thêm kim cương thì phải. Đây là dàn tướng nha anh em. Đây thằng Kabaji này thì mình được ui, vẫn 100 trái, nói chung là tướng gì cũng ba 100 trái anh em ơi. Chắc là hải quân ghẻ cũng 100 trái luôn á. Ồ, mình vừa được thêm một mớ tướng mới như Mr. Ba nè anh em. Có cách nào nhận nhanh kim cương không ta? Chứ nhận kiểu này nó hơi gọi là mất thời gian. Ồ, ông nội nào đây anh em ơi? Niugate Grill hả? Thằng này cũng trông băng rau trắng luôn hả? Dữ vậy. Ồ, mặc dù chỉ là tướng ghẻ thôi nhưng mà chúng ta vẫn nhận được 100 trái kim cương nha. Ủa? À, Hon Bát anh em ơi, mình vừa được thêm Hon Bát ở Thi Lờ Bát, 100 kim cương tiếp. Tiếp theo là Kuro mèo đen. Ô, Kuro mèo đen cũng thời niên thiếu luôn, quá đã. Ô, như vậy kim cương mình 5.000, vậy là mình có 6 vé tím nha anh em. Bây giờ kiếm đâu để thêm 4 vé tím nữa ta? Kiếm 4 vé, 4 vé là tương đương với 1.000 nha. Nếu mà anh em mua là sẽ tốn 1.000 đây, chính xác là 1.000 kim cương cho nên mình không mua nha. Tại vì rất là phí luôn, cho nên là bây giờ mình sẽ đi tiếp tục nhiệm vụ thôi em ơi, tiếp tục là đi map thôi, đi map để kiếm thêm quà là ngon nhất. Rồi chiến tiếp thôi em ơi, chiến tiếp thôi. Ủa, thằng Zimbel chưa có chiêu cá mập hả ta, để mình xem lại nha. Á chà chà, đây phải chiêu cá mập không? Đâu phải. Ủa, vậy là chiêu cá mập đắt ra mở rồi chứ nhờ. Ồ, con này 400 đam, con này 300 đam, như vậy là con Zimbel tính ra ngon hơn, rồi mình nâng cấp Zimbel đi. Ok anh em ơi. Ui, mình vừa mở thêm một chiêu mới rồi nè, nhưng mà không biết có chiêu cá mập chưa, hình như là vẫn chưa hay sao ấy. Quick level đi. Người ta level 60 rồi nha anh em, riêng con Zimbell mình đã nâng lên level 60 rồi. Ủa, con này có thể nâng nè, nhưng mà thôi, mình để dành mình lấy full 5 sao mình nâng luôn. Tiếp tục thôi. Hy vọng là Zimbell đã có chiêu cá mập anh em ơi. Để cho anh em xem chiêu cá mập chứ. Ui, chiêu này. Ui, nó được đi trước luôn à. Tính ra là bây giờ nó cướp tool của Luffy luôn hay sao á. Bình thường Luffy đi trước mà giờ Zimbell đi trước luôn. Ok nha. Mình sẽ để link game trong mô tả nha. Anh em nhấp vào đó anh em tải file APK về là anh em cài đặt thôi. Giả lập hay Android thì còn... Ui. Có rồi anh em ơi. Yeah, tuyệt vời. Cuối cùng đã có chiêu đó rồi. Cyber Saiken. Quá ngon quá ngon. Vô lại. Chiến thêm phát nữa. Wow, một tuôn một mạng. Một tuôn một mạng. Ôi, cú đấm của Luffy này vẫn còn yếu quá. Có cách nào tăng đam không ta? À đúng rồi ha, có cách tăng đam anh em ơi, có thể ghép đồ cho nó mạnh hơn, mình quên mất cái vụ đó. Đây cá mập nè anh em. Ui ôi quá đã, nó nén gọi là nén 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 bong bóng nha anh em, sau đó là thả cá mập, quá ghê luôn. Một stack nữa là mình sẽ có quà nè, cho nên là mình sẽ đi nốt cái bàn này nhá. Nốt bàn này lên chúng ta có quà. Một chưởng là một mạng. Một chưởng là một mạng, chiêu này đánh được là gần như là toàn tem luôn này. Nhưng mà đam hơi yếu. Mình cần thu thập thêm đá tím.
Đá tím đó hình như là đáy trong Ember Down sao á. Đáy trong leo tháp nha. Chiêu này là chết sạch luôn. Quá mạnh anh em ơi, chiêu này quá mạnh luôn. Rồi, có qua rồi nè. Đây, mình vừa đi tới level 40. Được con Franky anh em ơi. Nếu giờ mình đi thêm 10 level là mình sẽ được một con 5 sao ngẫu nhiên nè. Và con 5 sao thì đa số đều là con ngon nha anh em. Ồ, nhưng mà tới 10 level nữa anh em ơi. Thôi cố gắng đi ha, cố gắng ha. Mình vừa nói cái gì ta? À, mình có thể nâng cấp để mình nghiên cứu, để mình nâng cấp cái đồ này cho anh em xem. Làm sao để nâng cấp chỗ nào ta? Jungle hả? À không, Jungle là đổi chỗ rồi. Ủa, tháo ra mất tiêu rồi. Ủa? Cái gì vậy ta? Lắp gì lung tung thế nhờ? Ủa chỗ nào là chỗ để làm cái đồ này ta? Mình quên mất chỗ nào rồi. Trong lò rèn hả? Đây là trong thuyền rồi. Chỗ nào mình quên mất tiêu rồi em ơi. Ồ, quên mất chỗ nào rồi. Ok thôi cố gắng, giờ mình đi 10 level nữa đi. Ok thôi được rồi, đoạn này mình sẽ stop một xíu nha. Tới cái đoạn cuối mình sẽ tiếp tục với video và mình sẽ mở con tướng 5 sao đó luôn cho anh em xem nha. Anh em đợi xíu nha, tại vì clip dài rồi. Nếu mà mình đi nốt 10 giải rồi thì rất là mất thời gian, cho nên mình sẽ stop một xíu nha. Ok. Ok anh em ơi, mình đã trở lại rồi. Và nói chung là nãy giờ mình đã đi gần hết rồi nha. Bây giờ chúng ta còn một ải cuối nữa là chúng ta xong rồi, là chúng ta có thể lấy con tướng 5 sao nha. Cho nên giờ mình sẽ đi nốt một ải cuối cùng luôn. Dạo dạo. Nói chung bây giờ tụi này trâu rồi anh em ơi. Mở rõ xíu anh em ơi, hình như nó hơi to. Giờ tụi này nó trâu bò lắm rồi anh em ơi. Chiêu cá mập của Zibel của mình không thể nào giết hết tem nó nha. Quá đỉnh luôn. Nói chung giờ càng ngày càng trâu rồi. Nói chung là cũng đi tới ải thứ 50 rồi anh em. Đây. Đấy, rất là trâu luôn anh em. Và có vẻ như chiêu đó cũng không phải là đánh toàn team nha. Nói chung là cũng không phải là phạm vi toàn team. Đây là Usopp. Đây là thanh niên Zango. Cũng có slow motion luôn à. À không, có animation luôn. Ghê thiệt. Quá đỉnh luôn, quá đỉnh luôn. Ô, chiếc thuyền này mà xuất hiện thì tụi này xong rồi. Nói chung là nếu mà không thắng thì có thuyền giúp, cho nên là rất là ok. Đây, giờ mình nhận được rồi nè. Đây là 50 mạnh của tướng 5 sao nha anh em. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ nhận được một con tướng ngẫu nhiên 5 sao. Đây là cái giây phút gọi là rất là hồi hộp khi ở bên bên mình chơi bên bạn China luôn anh em ơi. Mình chơi bên bạn China là cứ mỗi lần mà có một con tướng 5 sao mình khá là hồi hộp, không biết là ra tướng gì. Thì bây giờ mình cũng tương tự như vậy, rất là hồi hộp luôn anh em. Bây giờ và mình vừa mới tìm được cách để nâng cái đồ rồi anh em ơi. Đây, con tướng 5 sao nè anh em, chưa biết là con gì, để lát mình cho anh em xem. Cách để đây là nâng sao nè anh em, thì chúng ta có thể nâng ở chỗ này nha. Nói chung là có rất là nhiều đồ nhưng mà mình ưu tiên nâng cái vũ khí trước đi anh em ơi. Cái này thì đây chúng ta có thể lên được tối đa là như là được một cây thì phải. Ủa? À cái này có thể ta tăng với hạn số lượng luôn, chúng ta nhấn mát là nó lên mát luôn nè. Ok, 9 cây đó, nên lên được 3 cây. Vậy là cái này lên được một cây. Ok, như vậy chúng ta có một cây tím nha anh em. Có một cây tím bây giờ mình sẽ mang cho Zimbe cho nó mạnh nha. Ồ, ngon 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 ngon. Đó, mang cây tím vô cộng 200 lực, 200 lực luôn anh em, giữ chưa? Con này thì cũng có thể mang được đồ ngon hơn nè, 2 sao kiểu vậy. Nên là một cái đao tím nha, một cái chất lượng nhất luôn. Rồi, bây giờ là khoảnh khắc cho chúng ta xem tướng đi. Bây giờ mình vô chết tướng trước đi. Nói chung là những con tướng 5 sao nha anh em. Ví dụ như Katakuri, không biết cái này thì nó có ra hay không thì mình cũng không biết nữa. Nói chung là những cái con thứ 5 sao thì đa số đều ngon cả, nhưng mà vấn đề là ra con gì thôi. Đây là bắt đầu từ 4 sao thì chúng ta không cần phải quan tâm tới nè. Đây, mấy cái này 4 sao nè anh em ơi. Đây, như vậy là bắt đầu từ 5 sao thì chúng ta có Kizaru nha, hoặc là ba đô đốc, nói chung là ba đô đốc nè. Rồi Lucy cũng là 5 sao, Gáp cũng 5 sao, Magellan, Fujitora, X-Ray, Kid ve chai cũng 5 sao luôn. Rồi nói chung là Enel này nọ mấy tướng trên đây thì khá là ngon nha. Mình rất là mong nếu ví dụ ra được Katakuri là tuyệt vời luôn anh em ơi. Và cũng có một cái chức năng, game này cũng có một cái chức năng đổi tướng rồi nha. Ví dụ như anh em dư quá nhiều bà rút một con, quá nhiều cái con gì đó 5 sao, anh em thì dùng con tướng đó để đổi sang một tướng khác. Tất nhiên là nó sẽ cùng cùng hệ nha. Ví dụ như là anh em đổi con hệ số 7. Ví dụ như vậy. Đó, có biểu tượng số 7 thì nó sẽ ra tướng số 7 thôi nha, chứ nó không ra tướng hải quân hay là hải tặc được. Đó, kiểu như vậy. Ok, khoảnh khắc đó bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Thì không biết là ra con gì đây. Đây thì là tướng ngẫu nhiên chứ nó không có theo hệ gì cả nha anh em, có nghĩa là chúng ta ra ngẫu nhiên luôn, chung hệ luôn. Còn nếu mà cái tướng 5 sao này mà nó có hệ riêng biệt á, có ví dụ có số 7 đây thì nó chỉ ra tướng số 7 thôi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chờ đợi xem ra con gì đây. Anh em ơi, ra con gì đây? Dốc.
và ai nồi Lucy nữa chứ, cay thế nhờ. Mình muốn một con ngon hơn anh em ơi, mình muốn có một con ngon hơn nhưng mà không được rồi, nó ra Lucy. Lucy trẻ trâu mới đâu chứ. Rồi, nhưng mà nếu mà như vậy rồi thì phải chịu thôi. Bây giờ mình sẽ tháo thằng Luffy ra nha. Lắp thằng Lucy vào, dù sao thì thằng này nó cũng 5 sao thì nó cũng sẽ ngon nha anh em. Đây, Lucy trẻ trâu, chào mừng đã gia nhập. Mặc dù mình cũng không muốn lấy mày, anh cũng không muốn lấy mày đâu, nhưng mà bắt buộc phải lấy thôi. Có skill và hổ báo rồi nè. Ok. Còn cái này ông nâng cho nó phát nữa. Ồ hết rồi em ơi, kìa còn 65 à. Rồi đem cho mình test thử con Lucy luôn coi. Đi phát nha anh em, coi thử coi nó đánh đấm thế nào. Tên này tất nhiên là sẽ có animation nha anh em. Đu, chiêu này là chiêu Shigan đúng không? Để mình xem thử chiêu nổ của nó là gì nha. Mà mình cũng không biết là có chiêu nổ hay không đây nữa. Không biết là mình đã nâng cấp độ để lấy chiêu nổ chưa nữa. Ok, chúng ta cùng chờ đợi xem nào. Chiêu nổ đi bạn ơi, chiêu nổ là vừa đẹp. Đù, chiêu này chiêu đá à? Như vậy là vẫn chưa có chiêu nổ ta. Ảo thế nhở. Ok. Map này là map vẫn đang còn ở map Usopp hả ta? Không biết cái này có theo cốt truyện hay không mình cũng chả biết nữa. Rồi chiếc thuyền này thôi bó tay rồi. Tụi này làm gì có tuổi mà chống được với chiếc thuyền của mình. Ok, clip hôm nay cũng khá là dài rồi, thôi mình sẽ kết thúc tại đây nha anh em. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình nha. Tất nhiên mình sẽ để tên game và link game ở bên dưới nha. Cho nên những bạn nào muốn tải thì thầy làm để hướng dẫn nha. Ok, giờ mình sẽ vô chỗ 8 ngày để mình coi ngày mai được gì. Ui, ngày mai được 10 vé. Cộng thêm 6 vé đang còn là 16 vé. Nói chung là giờ mình sẽ tích một ít nha. Tích khi nào được mấy chục vé thì mình sẽ quay cho anh em xem. Rồi, bye bye anh em. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Bye 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 bye. Chúc anh em đầu tuần vui vẻ nha.